Hello các anh chị, ngày hôm nay thì chọn làm một cái video này thì muốn chia sẻ với các anh chị một cái gọi là một cái cách để mà cho các anh chị có thể chọn sàn môi giới cho trong đầu tư ngoại hối ha. Bởi vì trong quá trình mà chọn live stream rồi tiếp xúc rất là nhiều anh chị mới á, thường thường á là các anh chị hay có những cái câu hỏi là mình sẽ cái cách mình sẽ chọn sàn như thế nào, được rồi mình nhận biết cái sàn đó như thế nào để mà mình biết là sàn nó uy tín hay không. Thì ngày hôm nay và trong làm cái video này thì cũng mong muốn là chia sẻ cái cách mà bình thường chồng vẫn hay chia sẻ với mọi người về cái cách để mình chọn cái sàn như thế nào được gọi là sàn uy tín ha. Rồi cái đầu tiên để đây anh chị thấy không, cái tiêu đề đầu tiên á chồng có ghi nè, cái tiêu đề của video này là bỏ túi 6 bí kíp chọn nhà môi giới ngoại hối trong đầu tư forex. Thì đây là anh chị chỉ cần nắm 6 cái bí kíp này thôi thì anh chị có thể tương đối thì chị nhận biết được một cái sàn nó gọi là uy tín hay không uy tín. Thì ok, thì chồng không nói nhiều hơn, mình sẽ đi vào chi tiết từng cái bí kíp nha. Cái đầu tiên đây thì cái đầu tiên á, đối với vấn đề mình kinh doanh á thì mình phải xác định cái yếu tố quan trọng nhất á là vấn đề bảo mật ha. Thì thường thường một cái sàn á, nó sẽ, nếu mà những cái sàn uy tín á thì nó sẽ có những cái giấy phép, những cái giấy phép của những quốc gia uy tín về tài chính trên thế giới cấp cho những tổ chức đó. Thì khi mà những cái tổ chức đó được cấp những cái giấy phép này thì gần như là những cái sàn này nó thuộc dạng được gọi là uy tín ha. Thì cái đầu tiên á anh chị thấy nè, ở đây thì giấy phép đầu tiên là giấy phép của Hoa Kỳ thì nó được gọi là NFA. Thì sợ chồng có đọc tiếng Anh thì cũng không giỏi lắm ha, thì đây mình sẽ đọc cho anh chị coi là National Future Association đó. Thì nói chung là nó sẽ viết tắt là NFA hoặc là CFTC đây. Thì hai cái giấy phép này á rồi của bên Hoa Kỳ họ sẽ cấp cho những cái sàn của những công ty tổ chức về ngoại hối forex, rồi hợp đồng phái sinh này nọ thì nó sẽ có những cái giấy phép. Kế tiếp là Vương quốc Anh anh chị ha, Vương quốc Anh đây, FCA và PRA đây, chồng ghi sẵn cho anh chị nè, các anh chị có thể xem cái từ này. Mình tra ở trên từ điển đó, coi cái nghĩa nó là gì và những cái tính năng của nó là gì. Kế tiếp là của Úc thì Úc nó cũng có cái sạc cái giấy chứng nhận là ASIC. Tiếp là Thụy Sĩ ha, SFPC của Đức nè đó, rồi ok BAFIN đó. Thì còn Pháp là anh chị AMF, kế tiếp là Canada AMF. Thì đại khái ở đây là những cái giấy phép mà khi mà anh chị tham gia cái sàn, bất cứ sàn nào thì anh chị cứ so những cái giấy phép này, nếu mà cái sàn đó nó có những giấy phép này thì gọi là những sàn nó uy tín ha. Rồi ok, thì mình sẽ qua cái thứ hai là gì, cái chi phí về giao dịch. Thì anh chị cái chi phí ở đây là gì, khi mà mình đầu tư trong ngoại hối á, hay là bất kể một cái giao dịch nào thì nó sẽ có giá mua và giá bán đó anh chị. Nó gọi chung là spread, đây hoặc tiền hoa hồng ha. Thì ở đây á mình phải những cái sàn á, mà anh chị thấy là khi tham gia bất kỳ một sàn giao dịch forex nào với loại tiền tệ mà bạn muốn chọn, dù muốn hay không, bạn phải luôn chịu một mức phí. Cái đó là nó hết sức bình thường anh chị, khi mà nó cái phí nó thu vậy á thì đó là chi phí hoạt động của sàn. Tại vì tụi nó là môi giới mà bắt buộc nó phải có cái phí, chứ không thể có những cái sàn nào mà không có phí anh chị. Thì không có phí thì nó sống bằng gì, thì anh chị phải đặt cái câu hỏi cho cái vấn đề đó. Có thể là sẽ có phí thấp và phí cao nha, chứ không phải là ở sàn nào thấp là uy tín hay là cao uy tín, nó không phải. Nhưng mà sàn nó phải có cái mức phí gọi là hợp lý thôi nha. Rất là nhiều anh chị mà mới hay hỏi vấn đề ở sao spread sàn này cao quá, sàn kia thấp hơn. Nhưng mà các anh chị phải đặt
một cái ngược lại đi, giữa cái phí giữa với cái tính bảo mật á, thì anh chị sẽ chọn cái nào? Bản thân Trọng thì Trọng đặt là gì, cái tính bảo mật nó cao hơn cái phí. Tại vì cái phí mà mình cái chuyện nó bình thường cho kinh doanh quán thôi, thì ông nào cũng phải cần phí để tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển cả. Nên anh chị mà giao dịch đó thì Trọng đưa ra một cái lời khuyên là nên bỏ qua cái lời phí đi. À, phí thì nó cũng tương đối thôi, chứ nhiều nó cao quá thì cũng không ổn. Tại vì mình kinh doanh mình lời cũng không có nhiều, mà cái phí nó ăn hết trơn rồi thì cũng không ok. Nên tốt nhất phí mức hợp lý ha. Đó thì qua đó là cái về cái mục thứ hai. Bây giờ mình sẽ qua cái mục thứ ba. Đây, kiểm tra việc nạp và rút tiền. Anh chị thấy không, thường thường á, bất kể cái sàn nào forex mà tốt thì khi mà anh chị nạp tiền rút tiền á, nó rất là bình thường, nó không có gì cả. Mà bình thường á, những cái sàn đa số nó sẽ có rất là nhiều cái cổng để mà thanh toán, thì trong đó có những cái cổng gọi là chuẩn của quốc tế luôn á, là thứ nhất là về Visa hoặc Mastercard. Thì ở đây nó sẽ có một cái là tại sao mà anh chị để khi mà anh chị đều cũng nó gọi là deposit á, deposit bằng cái thẻ nè, lên bao nhiêu thì anh chị sẽ rút về bấy nhiêu. Đối với trường hợp anh chị đi bằng cổng Visa, Mastercard, cái đó là hết sức bình thường, tại vì nó là cái để tránh thì rửa tiền ha, nên cái chuyện đó là không có gì cả. Nhưng mà đối với khi anh chị tham gia forex á, mà anh chị nạp bằng cái đường Visa thì nó sẽ bị giới hạn về cái số tiền, chứ nó không có lên được nhiều quá. Ví dụ như là thường thường á, là nếu mà mình đi cổng Visa mình sẽ nạp khoảng 2.000, tối đa một ngày khoảng 2.000 thôi, chứ không có nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà sẽ đi một cổng khác á, ở đây là anh chị thấy nó gọi là một cái ví, là ví điện tử nè, Stripe và Neteller hay Webmoney. Webmoney thì Trọng cũng khuyên anh chị không nên xài, nhưng mà chủ yếu mình sẽ xài Stripe và Neteller. Thì đây là hai cái ví hiện tại Trọng đang sử dụng, và đặc biệt là Trọng chỉ sử dụng Stripe thôi. Mà Stripe á, tại sao khi mà mình tham gia về forex hay ngoài tài chính mình đi cái cổng Stripe nè, anh chị thấy nè, đây là một cái ví dụ cho anh chị hình dung nè. Có nghĩa là khi mà anh chị nạp cái bằng Visa đó là 1.000 đô, thì sau một thời gian tổng số vốn của anh chị là lên 1.500, thì bắt buộc á là anh chị rút về 1.000 đô về thẻ Visa. Đây là tại sao nó bắt vậy, đây là gì? Để tránh rửa tiền thì số tiền gốc ban đầu nạp vào bắt buộc sẽ rút về thẻ. Có nghĩa là khi mà anh chị đi 1.000 đô từ Visa lên, hoặc là đi bao nhiêu lần cũng vậy, ví dụ như anh chị phải biết được con số là anh chị tổng cộng anh chị nạp được bao nhiêu tiền từ thẻ Visa lên, thì khi mà anh chị muốn rút tiền về thì anh chị phải đi cái tiền cái cổng Visa về lại cái Visa cũ của mình. Ví dụ như lên 1.000 thì mình sẽ về lại 1.000, còn 500 còn lại thì nó sẽ bắt anh chị đi về một con đường khác, thì trong đó là cái gì, đường Stripe, Neteller, ha, Webmoney, nói chung nhiều cổng lắm. Đây là những cổng mà Giọng hay sử dụng đó. Nên là khi mà anh chị ban đầu á, là anh chị hãy kiểm tra tính thanh khoản của sàn, anh chị nạp tiền vô rút ra rút vô. Và đặc biệt đối với những cái sàn á, mà nó đi bằng cổng Stripe á, thì nó có cái cổng thanh toán bằng Stripe á, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cho anh chị, kể cả về bảo mật tiền bạc của mình cũng không có ai quản lý của mình hết ha, chứ đi những con đường khác thì sẽ rất là nguy hiểm. Đó là những cái mà Trọng có kinh nghiệm, mình có kinh nghiệm trong thị trường này lâu rồi. Đó nên chị phải lưu ý. Tại vì Stripe á, bây hồi xưa nó mở rất là khó, mà bây giờ nói chung nó dễ hơn. Nó dễ hơn ở đây không có nghĩa là không bảo mật, bởi vì hiện tại trên thế giới nó trên 33 triệu người đã xài, đang xài Stripe rồi. Và càng ngày nó càng lớn ra. Stripe nó tuy nó dễ nhưng mà nó cũng khó. Dễ ở đây là khi mà chúng ta biết được quy trình, chúng ta tạo một tài khoản thì nó dễ. Nhưng mà khi mà anh chị không biết được quy trình đó, thì khi đó là gì, anh chị tạo mà bị sai là nó sẽ khóa luôn cái tài khoản Stripe. Và lưu ý, mỗi người chỉ có một cái tài khoản Stripe thôi. Và khi mà anh chị bơm tiền bằng Stripe lên, Stripe nó sẽ có hai hình thức, là anh chị bơm tiền từ Visa lên Stripe và từ Stripe lên sàn Hotforex hay là một cái sàn gì đó, một cái sàn anh chị chơi. Cái đường thứ hai là anh chị mua Stripe của người khác, người ta ta sẽ bán Stripe cho anh chị, thì tất cả các con đường đó đều thông qua Stripe. Thì khi mà tất cả từ cái Stripe mà chị đã lên sàn
để anh chị sẽ cơ động được cái tiền của anh chị chứ không có phụ thuộc. Tại vì khi mà anh chị rút tiền về nhiều quá hay này nọ thì sẽ có, nhưng nói chung là chị cũng hiểu ha, nó sẽ có nhiều thứ lắm mình cũng không biết được. Giống như là tiền của mình thì mình giữ thôi, thì đó, thì cái mình phải kiểm tra tính thanh khoản. Nhiều anh chị trọng tới đây khi tham gia, như anh chị mới nạp tiền qua một cái những bạn môi giới nạp 10.000 luôn nha. Đầu tiên nạp ít thì không sao, bắt đầu nạp nhiều quá mà qua gì nạp bằng gì, nạp bằng những cái ví, mà ví chẳng hạn như những ví ở hay như ngân lượng nè hay là nọ, thì khi mà liên hệ những IP nọ, khi mà nó nói tùm lum hết, nó không cho mình rút luôn mới ghê chứ. Nên những cái đó thì anh chị cũng nên cân nhắc, tốt nhất mình đi bằng Stripe. Còn những cái đi những con đường khác thì nó sẽ rủi ro cho mình vì sao lắm, thì cũng không nên như vậy nha anh chị. Thì mình cứ nạp nè, rút lên rút xuống bình thường ha, rút lên thường đối Stripe thì chỉ trong vòng một ngày khoảng 4 tiếng, còn đối với anh chị đi bằng visa thì nó tầm khoảng từ 4 tới 10 ngày thì đâu đó, có thể nó sớm hơn, nhưng mà cái đó là những cái đường chuẩn ha anh chị. Lưu ý về vấn đề mà nạp rút tiền thì đó cũng là một cái để mình kiểm tra tính thanh khoản của cái sàn đó, và sàn đó có ok hay không. Rồi tiếp qua cái thứ tư là cái nền tảng giao dịch nè. Thì tất cả các khi mà mình giao dịch á, Infrared thì thường mình hay sử dụng MT4 và MT5 và các trình duyệt về web ha, mua điện thoại. Thì anh chị á, giao dịch á là thường mình nên sử dụng những nền tảng đó thì nó giúp cho mình quá trình mình cũng quen ha. Nó thì nó miễn phí, những cái nền tảng này như MT4, MT5 thì nó miễn phí ha, nó cũng không có tốn phí gì cả và có nhiều công cụ hỗ trợ cho anh chị. Thì anh chị nên xem ở cái sàn đó nó có cung cấp được cái nền tảng giao dịch này không, mà gần như là những cái sàn đều có nền tảng giao dịch này hết, đang sử dụng trên nền tảng giao dịch này hết, nên cái này thì cũng là một phần yếu tố thôi ha. Rồi cái tiếp mình sẽ qua một cái thứ năm là tốc độ khớp lệnh giao dịch và giá giao dịch. Thì đương nhiên á, khi mà mình vô lệnh á, nó sẽ có một cái nè, có nhiều sàn á, khi mình vô ví dụ như mình đặt cái dùng giá đi nè, bây giờ đây chồng có một cái ví dụ cho anh chị nè. Rồi, ví dụ như tất cả đều ổn hết, internet ổn, nhắc vào mua euro ha, ở dùng giá 1.300 thì bạn sẽ khớp trong cái mức giá nó là nè anh chị thấy không, mức streak thông thường chỉ khoảng 3-5 pip thôi, nhưng mà nếu nó lệch quá hoặc không vô lệnh được thì mình phải xem lại tính thanh khoản của sàn. Đương nhiên quá trình nó có thể là những cái lúc mà thị trường nó biến động mạnh á, mình vô á nó sẽ chậm, nó sẽ lợp thôi, nhưng mà không có thể mà nó khi mình vô cái lệnh đó mà mình nó lệch quá đi và rất là lâu để nó khớp lệnh thì anh chị phải xem lại nha, cái sàn đó ok hay không. Cái chuyện mà thanh khoản là gì, chồng sẽ đọc cho anh chị xem là các sàn giao dịch uy tín thường sẽ đưa ra giá thầu tốt nhất cho lệnh giao dịch mua và bán của bạn. Trong điều kiện thị trường bình thường là tính thanh khoản bình thường, không có thông tin gì quan trọng hoặc sự kiện bất ngờ, không có bất kỳ lý do gì để các sàn Forex từ chối nhận lệnh của bạn và đưa ra mức giá mua bán quá trên là so với giá thị trường hiện tại, anh chị thấy không? Ví dụ như nhưng mà khi mà có thông tin đặc biệt á, giá nó chạy á, có nghĩa là nó không khớp được, thì nhiều khi mình đưa cái giá đó mà nó không có giá đó thì nó không khớp, lại chuyển hết sức bình thường. Nhưng mà đó là trường hợp những sự kiện cực kỳ đặc biệt. Còn khi mà thị trường bình thường mà khi mà mình vô lệnh mà nó không có vô được á, hoặc là anh chị cắt lệnh nha, ví dụ anh chị đang giao dịch để dùng giá 1.300, nhưng mà khi mà nó lời lên gì 1.310 anh chị cắt, nó không cho anh chị cắt lệnh thì ok, có nghĩa mình cắt, khi mình cắt cái lệnh nó sẽ quay hoài mà nó không khớp, nó sẽ quay vòng hoài nó không khớp được cái lệnh đó, thì cái đó là gì, mình sẽ xem lại cái sàn đó có ok không. Mà thường á, những sàn như vậy chồng thấy là không ok, là không nên giao dịch nha anh chị. Mình phải kiểm tra tính thanh khoản, tính ra vô. Tại vì anh chị biết không, khi mà anh chị bị những cái trường hợp đó anh chị bực mình lắm. Tại vì bây giờ anh chị thấy nè, mình giao dịch mình ăn một kiếm một lệnh, kiếm tiền từ cái lệnh đó nó không dễ, mà sàn nó lại chơi cái kiểu đó nữa thì nó làm anh chị ức chế lắm. Mà khi anh chị ức chế thì chị giao dịch không có ok, mà khi không ok thì khả năng cái tài khoản anh chị sẽ không còn nữa. Nên ok, nếu mà anh chị giao dịch với số tiền lớn thì nên phải cân nhắc, mình sẽ chọn sàn cho kỹ
à, hoặc chọn những cái nơi mà chị giới thiệu sàn cho chị á, những người uy tín á thì họ giới thiệu gì cho chị những cái sàn đó. Những người AB á, tại AB nó có nhiều dạng lắm, nhưng mà những người mà dù chị thấy tin tưởng người đó được thì kêu họ giới thiệu, rồi cộng thêm mà chị phải kiểm tra tính thanh khoản. Nó có thể anh chị nạp khoảng 200 đô 400 đô chị test sàn, thế coi ở quá trình mình mua lệnh bán thế nào, rồi sau đó hãy bơm nhiều vô ha, chứ không nên là tự nhiên mới không biết gì hết mà bơm số tiền nhiều quá thì cái đó nguy hiểm nha chị. Rồi kế tiếp, cái thứ sáu là dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng. Đại đa số là đương nhiên cái chuyện sàn forex thì không có ông nào giống ông nào đâu, vậy sẽ có những ông là tốt cái này và yếu cái kia, nhưng mà vấn đề nó phải có sự chăm sóc ha. Ví dụ như nó chăm sóc về offline hoặc chăm sóc online, mà online á, ví dụ như chị giao dịch ở Việt Nam nó có thể là có những cái sàn nó có những cái văn phòng hỗ trợ tại Việt Nam, nó hỗ trợ cho các anh chị và hỗ trợ online và offline luôn nha anh chị. Khi mà anh chị có bị cái vấn đề gì về sàn á là chị liên hệ nó sẽ hỗ trợ chị ngay lập tức thì đó. Nên á là anh chị phải để ý những cái sàn nó có sự dịch vụ hỗ trợ, ở đây quan trọng dịch vụ khách hàng. Tại vì tiền khi mình nạp lên đó là cái sàn uy tín hay không nó sẽ có cái dịch vụ tốt. Bởi vì nó sẽ nói dạng như nè, chỉ thấy một số sàn à, giao dịch nè, forex mới nè, mở đường có đội ngũ IB rất mạnh và hỗ trợ nhiệt tình để khách hàng mở tài khoản nạp tiền và giao dịch sau đó quá trình. Đó không? Anh chị thấy ở đây là những cái sàn đó, nếu mà nó có dịch vụ hỗ trợ tốt, ví dụ khách hàng hỗ trợ tốt thì đó cũng là một cái đi, một cái điểm để mình tính vô là gọi là những cái sàn nó gọi là uy tín. Uy tín thì nó mới nuôi một cái bộ máy mà chăm sóc vấn đề cho chị được, chứ nếu mà sàn nó không uy tín thì nó đâu cần cái bộ phận đó làm chi đâu. Đó thì đó, để cái video này thì có mong muốn là giọng muốn chia sẻ cho anh chị, nó gọi là bỏ túi 6 bí kíp chọn nhà môi giới ngoại hối trong đầu tư forex. Thì các anh chị cứ làm theo 6 bước này ha. Nhắc lại ha, bước đầu tiên gì, hãy chú ý vấn đề bảo mật những cái nó gọi là những cái giấy phép mà được đặt chuẩn nè, hàng nào mà nó có càng nhiều thì càng tốt. Cái thứ hai là chi phí giao dịch ha. Cái thứ ba, việc nạp rút tiền. Cái thứ tư, nền tảng giao dịch. Cái thứ năm là tốc độ khớp lệnh giao dịch, mà không, tốc độ khớp người ta đóng lệnh và vô lệnh nó đều ngọt hết. Cái thứ sáu là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khi mà anh chị biết được những cái cách, 6 cách này thì coi như là cái vấn đề mà của anh chị nó tìm sàn nó sẽ dễ hơn. Cái video này thì chồng kết thúc tại đây ha. Thì anh chị mà có thắc mắc hay là muốn giải thích thắc mắc những cái câu hỏi gì đó về sàn hay bất kể thông tin nào, cái nào mà chồng biết thì chồng sẽ làm video hướng dẫn ha. Anh chị hãy comment, anh chị hãy comment cái ý kiến của anh chị phía dưới video và những cái thông tin mà anh chị muốn tìm hiểu thì chồng sẽ tổng hợp lại và sẽ làm video chia sẻ tiếp cho các anh chị ha. Rồi xin chào các anh chị ha. Nhớ anh chị nào mà chưa đăng ký cái kênh này, YouTube Sơn Forex thì hãy nhấn vào nút subscribe nha. Còn anh chị muốn kết bạn với chồng thì hãy lên Facebook search ra là Trọng Huỳnh, rồi các bạn với chồng ha. Rồi xin chào, bye bye các anh chị.